Chào quận, nhiều bạn có hỏi mình là có nên cắt bỏ trái hồng xiêm xoài trái vụ hay không? Vì là nhiều bạn có nói với mình là hồng xiêm nhà các bạn ấy, mùa trái vụ là mùa sau Tết Nguyên đán, là hồng xiêm rất hay bị sượng trái và thối trái. Thì mình khuyên các bạn là không nên cắt bỏ những trái hồng xiêm xoài trái vụ này nhé. Nếu chúng ta cắt bỏ, nó rất là lãng phí các bạn ạ. Chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân gây ra sượng trái nó ở đâu thì chúng ta sẽ khắc phục được cái hiện tượng sượng trái này các bạn. Cái video nói về sượng trái hồng xiêm xoài này mình sẽ nói nhiều đến các bạn, những bạn nào biết rồi thì các bạn thông cảm cho mình nhé, còn đâu những bạn chưa biết hoặc là những bạn mới đăng ký kênh của mình đấy thì các bạn sẽ nắm được cái nguyên nhân gây sượng trái hồng xiêm xoài. Thì mình sẽ nói qua nhé. Nguyên nhân gây sượng trái hồng xiêm xoài là do hồng xiêm xoài nó quá già các bạn. Nó gặp cái thời tiết lởm ẩm, mưa nhiều, ẩm ướt các bạn. Thì nó sẽ gây ra sượng trái các bạn. Vì là trong những trái hồng xiêm xoài này, nó có một cái loại nấm nó chuyên ký sinh các bạn. Nếu mà chúng ta để nó quá già và gặp cái thời tiết thuận lợi ẩm ướt mưa nhiều đấy các bạn, là nó sẽ ăn sâu vào trong thịt trái bên trong và nó sẽ gây ra sượng trái các bạn nhé. Một cái nguyên nhân nữa nó gây ra sượng trái là nó xuất hiện ở những cái cây mà nó vẫn còn nhỏ các bạn. Bộ rễ nó vẫn còn ít, nó chưa đủ khỏe mạnh để nó cung cấp dinh dưỡng nuôi quả các bạn. Cũng rất hay bị sượng trái các bạn nhé. Cách khắc phục nó, cái hiện tượng sượng trái này thì các bạn lên thu hoạch những trái hồng xiêm nó đủ độ già các bạn. Đủ độ già là như nào thì các bạn lau lấy tay này hoặc lấy rẻ các bạn lau cho mình nhé. Các bạn đừng cạo nhé. Cạo là cái vết xước này nó sẽ hình thành lấm mà gây sượng trái ở trái hồng xiêm xoài này. Thì các bạn lấy tay, các bạn lấy rẻ, các bạn lau như này, lau cái phấn này đi, trái nào nó già là nó có màu vàng đấy các bạn, biết ngay các bạn. Đây các bạn này, trái này nó vẫn còn xanh này các bạn này. Đúng. Trái này thì chúng ta chưa thu hoạch được nhé. Chúng ta để khoảng tầm 2 đến 3 tuần nữa thì chúng ta cũng thu hoạch. Đây là những trái già mình đã thu hoạch này các bạn này. Các bạn không nên để già quá nhé. Già quá nó cũng không tốt đâu các bạn. Nếu mà gặp thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều nên là nấm nó sẽ hình thành, phát triển và gây thối các bạn. Vì là giống hồng xiêm này nếu chúng ta không giấm các bạn thu hoạch xuống mà chúng ta cứ để đấy thì nó sẽ chín từng đám một. Những cái đám nào mà nó phơi ra ngoài ánh nắng đấy các bạn thì nó sẽ chín trước, còn đâu những cái chỗ nào mà nó ở bên trong ấy nó không có hứng nắng đấy là nó sẽ chín sau. Vậy nên là hồng xiêm xoài khi mà chúng ta không giấm ấy, các bạn ăn rất là chán nhé, ăn không ngon đâu các bạn, vì là nó chín nó không đều, nó từng chín từng đám một, chính như vậy là nó rất dễ bị sượng trái các bạn. Những cây nhỏ các bạn chúng ta mới trồng đấy thì rất dễ bị sượng trái vì là cái bộ rễ của nó vẫn còn ít, nó chưa phát triển mạnh nên là nó rất dễ bị sượng trái. Còn đâu cây cứ tầm khoảng 4 đến 5 năm trở ra đấy các bạn ạ thì cái hiện tượng sượng trái này nó cũng ít đi các bạn nhé. Và chúng ta chăm bón nó tốt, lân vi lượng nó tốt thì quả nó to, cây nó
có sức đề kháng tốt thì nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng sượng trái, thối trái này các bạn. Video của mình giới thiệu đến các bạn là có nên cắt bỏ cái trái hồng xiêm, xoài, trái vụ không? Đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like, đăng ký, nhấn chuông ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.